Mọi người, xin chào tất cả mọi người nha. Tối anh em lọ mõm rồi. Anh em chắc là nhìn nữa là khó chịu anh em ạ. Đây mọi người chất lượng này. Đây mấy quả bánh mình tháo ra anh em nhé. Bánh động cơ này. Chất chưa anh em ạ? 4 quả lốp mới anh em ơi. 4 quả lốp vào quả mâm anh em ơi. Đây. Tại vì mình sẽ khắc phục cái vấn đề mà nó kiểu đảo vành. Phát này là bọn mình làm xong là bọn mình sẽ làm cho bạn xem luôn nha mọi. Làm xong phải kiểu làm bọn mình làm xong cái phần chụp đấy thì bọn mình sẽ bắt đầu bọn mình tiến hành làm nhá, chuẩn luôn cho bạn xem. Nói chung là mình cũng chỉ mới gợi ý cho các bạn biết là bọn mình sẽ làm như thế này thôi. Chứ còn để con sau chắc chắn là bọn mình con hiểu biết. Fairy à, hay mắc lâu em? Mình đang hướng là làm con Fairy 4 tại. Không, con Fairy hoặc là một con McLaren 720S. Đấy, hai con đấy thì các bạn nhớ là bình luận ở dưới video nha để mình có thể biết là các bạn muốn làm con nào. Quả mâm này thì nó sẽ chống rung lắc anh em nhé, đảo vành nhé. Cân đối luôn đó. Đây nhá. Đây quả mâm cũ đây. Cũ của mình chế đây. Chế đương nhiên nó sẽ không chuất bằng cái quả mâm mấy quả mâm mới này. Anh em mình hôm nay đi mua được 4 quả anh em nhé. Đây này. Mới cả bộ vào xăm lốp mới anh em nhé. Không, lốp này lốp cũng xăm. Lốp cũng xăm nhưng có hơi không? Có quá. Vậy là đẹp. Mình tí suốt ngày thì thổi. Cái nào hết rồi mình cứ chọc cọc mồm mới thổi. Anh em mình sẽ phải tháo mấy quả lốp cũ anh em nhé. Để tháo ra nhé, để mấy nó chế con xe gì đó anh nhỉ. Lốp cũ là sẽ cân lại em, bọn mình sẽ dùng dành thời gian đánh bọn mình cân can lại cho nó chuẩn tâm. Chuẩn tâm rồi thì làm. Đến lúc lắp nó này. Đây này lốp cũ. Mình sẽ độ lại nhé anh em nhé. Cố gắng nhanh nhất có thể để có thể là bắt đầu tiếp tục quá trình là hoàn thiện cái bộ vỏ cho chất lượng hơn anh em nhé. Đẹp hết nhỉ. Còn mâm tính màu trắng đẹp anh em ạ. Nhưng mà mình nghĩ là cái mâm này nó như thế này thì mình nếu mà bọn mình muốn làm con xe này thì bọn mình sẽ làm chế cái ốp ra để cho mình cho đẹp hơn, để cho còn cái này nó nhìn nó cũng đẹp nhưng mà nó không được kiểu giống bản. Thì sẽ vấn đề ốp cái la răng của Lambo vào anh em ạ. Thì nó đẹp hơn đúng không? Ấy nhưng mà vậy cũng chất rồi phải không? Ấy mà độ con nào mà ao mà độ Liberty Works thì mình lộn ngược bánh ra về là được nhỉ. Được bánh ra về là chất đẹp đúng không? Tăng. Rồi mình đang cắt mấy cái hộp số này. Cắt ra đi nhé. Rồi cắt bên này anh em nhé. Cắt bên này nữa anh nghĩ. Cắt bên trong bên nữa anh. Đây cái kênh vlog của mình đang đẩy chắc là chính anh em nào yêu quý của mình thì mới có thể xem những video kiểu vậy thôi. Thì cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Rồi mình sẽ cắt xong cái phần hộp số nữa nhá. Rồi mình cắt xong bên này rồi. Đây chỗ này. Rồi cắt bên này nữa, hộp số kìa, hộp số này này. Đấy thì anh em cùng chờ đón có sản phẩm của mình nhá. Bye anh em nhá.